Và hôm nay là sinh nhật của người đẹp Nguyệt Yến. Mai chúc cho người đẹp Nguyệt Yến một ngày sinh nhật vui vẻ, và cảm ơn các anh chị đã tới đây. Và Mai xin chúc người đẹp Nguyệt Yến luôn yêu đời. Dạ, phải có người yêu cầu hả? Dạ. Chúc ngày đẹp luôn hạnh phúc bên ngoài. Và sau đây là Mai xin trình bài nhạc phẩm Anh Mãi Là Thần Tượng, mà bài này Mai làm thơ và sáng tác. Trọn cuối cuộc đời trong kia.
kiếp này, đôi kiếp ta yêu nhau. Trong kiếp này, đôi kiếp ta yêu nhau. Xin mời anh Tiến và anh Ninh.